Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Siêu Nhân Gameplay. Và mình cùng đến với game nuôi khủng long Jurassic Park Builder. Ok, ngày hôm nay mình sẽ nâng cấp. Mình giới thiệu cho các bạn một con. Đấy là Tyrannosaurus và Spinosaurus. Spinosaurus, đây là hai con khủng long mạnh nhất mà mình từng biết. Xem hết bộ phim Jurassic Park, công viên khủng long, đây công viên kỷ Jura hay công viên khủng long gì đấy. Còn đây, đây là hai con mạnh nhất nha các bạn. Và mình đã nâng cấp đi vừa mắc rồi, và hôm nay mình sẽ hai con này đi chiến đấu. Và đây là một số con khủng long yếu ớt. Đây là mấy con khủng long bay nè. Đấy, khủng long bay này đẹp quá, con TP Zara. Và đây là một vài loài ăn cỏ. Ok, không hoang hoang nữa, mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của Tyrannosaurus và Spinosaurus nha. Come on. Ok, mình đầu tiên là mình lấy con Tyrannosaurus trước. Come on. Một ulti đầu khởi đầu. À, block luôn kìa. Khốn nạn nha. Thôi không cần block rồi. Đầu phộng. Ok, xem chú còn block không. Yeah. Màn này hơi cân não đấy. Chết cụ đi. Được con lợi. Một chú. Mình 1-3 luôn. Tyrannosaurus. Đây là còn một loài nữa, đó là loài Tyrannosaurus Rex, hay còn gọi tắt là T-Rex đấy, khủng long bạo chúa đấy mà mình chưa có. Đây cũng là khủng long bạo chúa nhưng mà nó vẫn yếu hơn con kia. Thôi không bờ lộng. Ok. Alright. Có lẽ là mình thua luôn ván này rồi. Cô độc quá, mình quá cô độc. Ok. Quẹ nó mạnh vậy ta. Sao? Và mình đã thua các bạn ơi. Mình không thể thắng được tên này luôn. Chết đi được con lợn. Ulti đi. Không ulti mình kìa. Ông mày bị ngu rồi thằng kia. Thế là mình thắng kìa. Đấy, nó nhường mình hay sao ấy. Nó còn 3 cái ulti và 1 cái block mà nó không dùng. Nó phải dùng tuyệt chiêu nó mới thắng được mình. Mình chỉ số nhỉnh hơn. Nhưng mà mình là 1-3. Con đâu rồi? Con mình mới nâng cấp rồi. Spinosaurus đây. Spinosaurus của mình sao yếu vậy? Trong phim nó rất là mạnh đấy các bạn. Spinosaurus. Và Devolus mình chỉ cần 2 con này thôi. Và mình chiến đấu. Wow, đây. Idominus Rex. Sao nó có Idominus Rex nhờ? Mình chưa có. Đây con Idominus Rex, con này mình chưa có các bạn ơi. Và mình là Spinosaurus nhờ. Đây là mình là con khủng long mạnh. Đây. Oh no, nó bờ lông mất rồi. Mình bờ lông luôn. Idominus Rex. Sao mình không có Idominus Rex nhé? Lát mình về mình tìm xem có. Ok, come on. Một ca máu. Lộc. Come on. Idominus. Hình như mình cũng có Idominus đấy. Come on.
Ok, đã đến giờ rồi, anh sẽ lấy con đi. Tyrannosaurus cũng lên khủng long bạo chúa. Wow, sao nó cắn đau vậy trời. Indominus Rex. Come on. Ở cái game này thì nó nâng cấp rất là lâu, tức là mình sẽ không quay cái đoạn nâng cấp, tức là mất thời gian, sẽ quay đoạn chiến đấu thôi. Mình quá là mạnh đi. Ok, mình sẽ gặp anh Daniel. Toàn gặp Tây đấy các bạn, là đánh nhau với Tây đây, bọn Tây này bọn nó dốt lắm, toàn thua mình không. Ok, vẫn là tem Spinosaurus và Tyrannosaurus. Giờ mình lấy thêm con Giganotosaurus nữa. Đây là ba con khủng long ăn thịt. Ba khủng long bạo chúa. Con Giganotosaurus này cũng là một con khủng long bạo chúa cực kỳ là mạnh, rất là đáng gờm. Nó chỉ cần một thứ Whisting. Come on, cho nó biết thế nào chứ thứ hai đi em. Block luôn kìa, tôi mình không cần block đâu. Xem nó mạnh như thế nào. 400 máu à. Ok, ăn một hút của ta đi. Ăn một hút của ta đi. 1k máu. Ăn gì, nó hút tỉa. Oh my gosh. Mình sẽ đổi con Giganotosaurus ra đây. Rất là ghê. Ok, come on. Gần chết, 4k máu, gần chết. Putin đi em. Wow, that's right. Nó đang tra tiếng Anh mình, không có biết tiếng Anh à? Ôi nó cắn cái tiếng. Ok, một hút đi em. 2k máu, wow, 3k máu luôn. Wow, ghê luôn. Quá là vậy. Yeah. Vì đã được cúp chưa? Nó bắt mình sao trên Facebook viết ngay. Ok, và vợ giờ mình sẽ về nhà và mình tìm cái con Indominus, mình nhớ tên là Indominus Rex. Ok, Indominus. Indominus các bạn ơi. What the sao không có Indominus nhỉ? Indominus. Như vậy là mình không có Indominus rồi. What the hell? Quá là buồn. Wow. Ôi không cần, đã tìm sao thì giờ chiến tiếp. Rất là đam mê khủng long. Come on, mình sẽ tìm cách mình mở được Indominus Rex các bạn. Nếu thì mình vẫn chưa tìm được cách và mình đấu tiếp tuần nữa. Come on. Mình xin thông báo lại nha, mình là có một kênh mới.
Đây là Hiền Như TV, mình chuyên đăng các game về Doraemon và khủng long này. Các bạn nào quan tâm thì có thể vào và theo dõi, nếu hay thì thấy like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất, còn không thì thôi. Ok, come on. Kênh mình thì mình chỉ đăng một vài video coi là giới thiệu thôi nha. Còn các bạn muốn theo dõi nhiều video về khủng long hơn nữa thì có thể vào kênh Hiền Như TV của mình. Giờ thì cho mày biết tay, mày biết ta là Tinaus. Tyrannosaurus. Wow, một phát chết luôn. Ok, die hit. Đương nhiên rồi. Chúc anh mày. Gọi hội à. Nó gọi hội các bạn ơi. Được. Bố mày sẽ lấy chim cho bố mày đánh với mày. Hi hi. Come on. Hãy xem đây. Ăn một pha gì. No. Come on. Ok, cho chú một pha ulti. Yeah, cho. Vâng. Come on. Ăn một pha bổ nhào ba cơ máu. Ok, nó bắt đầu nó ulti đấy. Đến lượt mình cho nó một cắn. Chỉ mình cắn không thấm mấy các bạn. No, sắp chết rồi. Mình sẽ đổi lấy con. Mình chưa nhớ tên được con Giganotosaurus. Mình vẫn chưa nhớ được tên các bạn ạ. No, nó hại mình rồi. Mày. Thấy đổi cũng đổi à, đồ con lợn này. Mình đánh toàn với anh Tây, đánh gặp cả Hàn Quốc luôn. Trung Quốc, Hàn Quốc thì mình gặp hết rồi, cả Nhật Bản, Thái Lan thì mình gặp hết luôn các bạn. Chơi trò này á, rất là thú vị ở điều đấy. Các bạn, ngoại ngữ của mình thì kém, mình chả hiểu gì luôn. Rồi xem chú chịu đổi một ulti của anh không. Gà 4k máu. Anh quá là mạnh. Come on nào. Vâng, mình đã vào trận bán kết. Nó xếp lịch kiểu như là bảng đấu bóng đá vậy. vẫn là khủng long bạo chúa cho các bạn, vẫn là Spinosaurus này đây, và Tyrannosaurus. Và mình sẽ tìm một con khủng long bạo chúa ghê nữa, tìm một con khủng long cũng phải ghê. Mình lấy con này đi, con Jutiranus, tên rất là khó đọc. Vâng, chỉ số của nó cao hơn hẳn so với chỉ số của mình. Mà mình không sợ vì mình có khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rất là mạnh. Bập 300 máu. Ok. Cắn cho chú gãy cổ luôn. Wow, gãy chân. Khủng long ăn cỏ thì đánh nhau ít gì. Oh no. Oh my god. What the hell, như vậy là mình đã bị mất con gì không nhớ tên luôn. Ok, giờ thì đến con Tyrannosaurus của mình. Come on. Tyrannosaurus của mình chết rồi, nó hơi yếu máu. Đam cao nhưng mà rất là yếu máu. Con này nó được cái châu bò hụt này. Ok. Xác định là nửa cây máu. Mình
không chết được mình đâu. Không đến được cái máu. Ok, rồi đi viện đi em. Đi viện đi, đồ có lợn. Đi viện đi. Ok. Lộc, 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 lộc. Mình hút phát là gần đi viện. Con này mình hút phát là nửa cây máu luôn. Các bạn xem nhá. Nửa cây máu. Nửa cây máu. Nửa cây máu. Đúng nửa cây máu. Ok. Go này. No, 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 no. Ok, mình cho nó một hút nữa là mình đổi. Một hút, một block và đổi. Game này mình tính toán rất là kỹ. Không là mình sẽ thua đấy. Nhưng mình tính là sẽ chết con này nhưng mà nó không chết. Vì vậy là chết thì chết thì chết. Ok, đổi thôi, đổi thôi. Mình sẽ đổi con mới mới này mình thử nghiệm. Đấy. Zutiranus. Nhìn rất là đẹp. Wow, nhìn nó ngầu quá. Ok, cho chú bơ ulti em, chú có chết đâu. Gà. Gà. Ăn một nạp. Oh no no. Ok. Thích block, anh block, mất block của mình thôi. Ok. Come on, come on. Come on. Oh, block luôn. Ok, như vậy mình cũng block luôn. Trận này ngang à? Trận này ngang quá. Không biết có thắng được không. Anh đi em không lại thua. Vâng. Mình cứ tưởng bạn bỏ cuộc nhưng không phải. Ok, ăn một hút của ta đi. Đồ con lợn. Đồ con lợn. Rồi, nó còn một hút tin nữa. À, nó còn một hút tin nữa. Không thua được. Không thua được. Không thua được. Đâu đâu đâu, thiệt là sao rớt của mình. Anh có làm nên tất cả. Và mình nghĩ là mình sẽ thua. Mình nghĩ là mình sẽ thua. Đâu, mình thua có một tí máu hay sao à. Đâu. Trận nào mình cũng thua bằng cái trận quyết định như vậy này. Ok, và mình dừng video tại đây thôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Studio Gameplay nha. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.